Rồi, chào các bạn ha. Thì thôi giờ mình đúng 8 giờ rồi, mình cũng bắt đầu cái buổi hướng dẫn các bạn học về một cái xét nghiệm tương đối cũng là đặc thù ha. Đó chính là về khí hóa động mạch. Thì trước khi mà tôi bắt đầu cái buổi hướng dẫn này á thì cho tôi hỏi là các bạn có nghe rõ tôi nói không? Dạ có. Rồi, ok. Rồi. Các bạn nghe rõ rồi thì bây giờ các bạn đã thấy được cái slide tôi chia sẻ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi ha. Thì mình bắt đầu ha. Thì bữa ngày hôm nay thì theo như là một cái bữa mà giải thắc mắc lần trước là các bạn chưa có biết đọc về kỹ thuật khí hóa động mạch. Thì bữa nay tôi sẽ dành ra khoảng 30 phút để mà hướng dẫn cho các bạn về khí hóa động mạch, cách đọc nó như thế nào và đọc như thế nào gọi là phù hợp nhất so với cái mức độ các bạn là mới tiếp cận với khí hóa động mạch. Tại sao tôi lại nói là đây là cái cách đọc phù hợp nhất cho những bạn mà mới tiếp cận với khí hóa động mạch? Bởi vì khí hóa động mạch hiện nay người ta đã là một quá trình phát triển rất là lâu rồi. Thì nếu như mà gọi là trường phái đọc về khí hóa động mạch thì mỗi người nó có một trường phái khác nhau. Chính vì như vậy nó làm cho khí hóa động mạch trở nên vô cùng nguy hiểm đối với các bạn mới sinh viên, bạn sinh viên mới đi thực tập, thậm chí đối với những bác sĩ mới ra trường hoặc là các bác sĩ thực hành ở những cái khoa mà không thường xuyên đọc khí hóa động mạch thì họ cũng rất là lúng túng khi nhận kết quả khí máu nằm ở trong tay của mình. Như vậy thì đối với vị trí các bạn là một sinh viên Y3, các bạn vừa học xong bộ môn sinh lý, các bạn được tiếp xúc với môn hóa sinh lâm sàng này, vậy thì cái phương hướng nào để cho các bạn tiếp nhận cái khí máu động mạch này là phù hợp nhất ha? Thì đây là cái phương hướng mà tôi đúc kết ra được từ trong quá trình mà tôi học tại trường cũng như là sau này khi mà tôi đi làm rồi. Thì cái cách này nó tôi cảm thấy là các bạn sinh viên hoặc là các bác sĩ rất ưa thích sử dụng bởi vì nó hiệu quả và đồng thời là nó không quá phức tạp để mà chúng ta áp dụng. Để mà nhắc tới cái hàng khí hóa động mạch đó thì các bạn phải đọc cái bài ở trong sách của giáo trình trong bộ môn, thì các bạn phải biết được cái gì là thông số nhập, cái gì là thông số đo trực tiếp và cái gì là thông số tính toán. Thì cái thông số nhập nghĩa là sao? Nghĩa là muốn cho kết quả khí máu nó trả được kết quả mình thì mình phải cho nó biết ba thông số là nhiệt độ, hemoglobin và FeO2. Tại sao ba thông số này nó lại là cực kỳ quan trọng? Bởi vì nhiệt độ và hemoglobin nó sẽ quyết định tới cái tình trạng mà gắn kết oxy với lại phân tử hemoglobin. Còn FeO2, tại sao chúng ta cần phải biết? FeO2 là ví dụ như chúng ta thở khí trời không cần có gì hết thì đó chính là cái hàng phân xuất khí oxy. Thì như vậy khí trời chúng ta thì chúng ta biết được khoảng là 1/5 là khí trời chúng ta thở là có là oxy, cho nên là FeO2 mặc định của mỗi con người bình thường đều là 21%. Như vậy nếu như một người bệnh nhân người ta nhập viện vào người ta chưa thở oxy, kết quả khí máu của người ta sẽ dựa trên tính toán là 2 FeO2 là 21%. Nhưng đối với một người bệnh nhân khác nằm ở khoa hô hấp, nằm ở khoa tim mạch đã được thở oxy qua cannula hoặc qua mask cung cấp một lưu lượng oxy nhất định thì lúc này FeO2 của họ, nếu như bạn là người bác sĩ bạn không cung cấp cho khoa lâm sàng cái chuyện đó thì kết quả bạn tính ra sẽ dựa trên người bình thường. Như vậy cái kết quả bạn nhận lại không phải phản ánh cái người bệnh nhân đang thở oxy này. Do đó cái FeO2 là cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải nhớ. Có thể bạn quên nhiệt độ, có thể bạn quên hemoglobin, hai cái đó nó có khả năng ảnh hưởng chứ không phải là không. Tuy nhiên thường thì tôi thấy rằng là ít ảnh hưởng và chỉ số ảnh hưởng nó không nhiều, trừ một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như bệnh nhân có bệnh lý về huyết học thì đương nhiên là đó người bác sĩ rất là rõ ràng và họ sẽ HB, nhưng mà người bác sĩ thường họ hay quên là quên cái FeO2. Rồi về thông số đo trực tiếp, thật ra cái máy xét nghiệm nằm ở dưới khoa xét nghiệm của chúng ta chỉ đo được ba thông số thôi, đó là pH, BaCO2 và BaO2. Nó chỉ có đo được ba thằng đó cộng với những gì bạn nhập vào cho nó sẽ tính toán ra các thông số còn lại. Như vậy thật sự cái kết quả khí máu chúng ta cầm ở trong tay, cái máy nó chỉ đo chúng ta ba thứ và chúng ta cung cấp cho nó ba thứ để mà nó đo ra hàng loạt các chỉ số còn lại. À, rồi đó là về nắm về cái phần kỹ thuật khí máy động mạch ở dưới khoa xét nghiệm họ làm như thế nào. Rồi
về mặt khía cạnh lâm sàng của chúng ta phải nắm được như thế nào là một cái kết quả trầm trong khoảng bình thường và như thế nào là nằm ở nằm ngoài khoảng bình thường. Thì á, chúng ta có hai cái chỉ số. Một là chỉ số đánh giá về nồng độ oxy ở trong máu. Chúng ta sẽ có hai cái là SaO2 và PaO2. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái bảng là đánh giá tình trạng toan kiềm, đó chính là pH, BaCO2 và HCO3-. Rồi, thì các bạn sẽ băn khoăn, tại vì tôi hình như là các bạn chưa đi thực tập lâm sàng. Sau này các bạn đi thực tập lâm sàng rồi thì các bạn sẽ hiểu được tại sao đánh giá oxy ở trong máu người ta lại dùng hai chỉ số là PaO2 và SaO2. Các bạn nếu như bạn không rõ, bạn sẽ rất là bối rối về hai chỉ số này. Tại vì sao? Nó gần gần tựa tựa như là 80-100. Như vậy thì nếu như mà ra khoảng chín mấy, bạn sẽ nghĩ là à, cái này cũng thể là phần trăm được, nhưng cái đó là hoàn toàn sai ha. Oxy trong máu của chúng ta tồn tại dưới hai dạng, một dạng là tự do, một dạng là liên kết với lại hemoglobin. Thì cái thằng BaOC đó thì chúng ta sẽ đo bằng một cái máy đo ở ngoài biên không xâm lấn, thì đó chính là tính nồng độ oxy tự do ở trong máu, và nó có giá trị bình thường từ 80-100 ha. BaO2 để mà tính cái nồng độ oxy tự do ở trong máu. SaO2 là gì? Đó chính là tính cái nồng độ mà oxy liên kết với hemoglobin. Cho nên hai chỉ số này hoàn toàn khác nhau. Và muốn ta có được SaO2, chúng ta phải dựa vào kỹ thuật xâm lấn, ta phải lấy máu ra, chúng ta coi là 100 anh hồng cầu, 100 anh hemoglobin thì bao nhiêu anh được gắn với phân tử oxy, chúng ta mới tính được SaO2. À, đó là giá trị của hai chỉ số này, phải phân biệt rõ ràng ha. Rồi, về đánh giá toan kiềm, chúng ta sẽ có pH, BaCO2 và HCO3-. À, HCO3- chúng ta, nhắc lại, chúng ta không đo đạt được mà chúng ta tính toán ra. Do đó khi các bạn đi thi cuối đợt, năm ngoái tôi cảm thấy khá là bất ngờ khi vẫn có một vài bạn đánh sai câu trắc nghiệm này. À, thi 8-900 bạn gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà khoảng 40-50 bạn đánh sai câu này. Tại vì các bạn nghĩ rằng HCO3- là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phân tích khí máu, và bạn nói là HCO3- chúng ta đo đạt được không? Chúng ta không đo đạt được HCO3- nha các bạn. Rồi, các chỉ số này là các chỉ số mà chúng ta sẽ nhớ ha. Chúng ta sẽ phải nhớ khi mà chúng ta phân tích khí máu động mạch ha. Thì đương nhiên trong đề thi thì chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cái khoản tham chiếu cho các bạn để tham khảo. Nhưng mà các bạn nên nhớ là bạn nên nhớ con số trung vị nha. Tôi nhắc lại, các bạn nên nhớ con số trung vị của nó ha. Tại vì trung vị các bạn phải tự nhớ thôi, chúng tôi chỉ đưa cái khoản các bạn thôi ha. Rồi, khi phân tích một cái khí máu động mạch đó, thì đây là các bước mà tôi thường áp dụng để mà phân tích một cái khí máu động mạch. Đầu tiên là tôi coi bệnh nhân có suy hô hấp hay không. Nếu như bệnh nhân suy hô hấp thì bệnh nhân suy hô hấp dạng gì? Một là bệnh nhân bị giảm oxy máu, bệnh nhân suy hô hấp thể hiện qua thông số gì? Thể hiện qua BaO2, thể hiện qua SaO2. Hay là bệnh nhân suy hô hấp dưới dạng là tăng CO2 ở trong máu. Câu đầu tiên phải trả lời bệnh nhân có suy hô hấp hay không. Cái câu thứ hai, bắt đầu tôi mới nói là bệnh nhân là toan hay là kiềm dựa vào cái pH của nó, của người bệnh nhân. Thì pH của bệnh nhân chúng ta đã biết được là gì? Từ 7.35 tới 7.45, chúng ta lấy trung vị là 7.4. Như vậy nếu như lớn hơn 7.4, chúng ta sẽ nói là gì? Đây chính là bệnh nhân đang có xu hướng kiềm hóa máu. Nếu như bệnh nhân có pH bé hơn 7.4, chúng ta sẽ nói là bệnh nhân đang có xu hướng toan hóa máu ha. Sau khi chúng ta xác định là pH là toan hay là kiềm rồi, chúng ta sẽ coi cái nguyên nhân nào là nguyên phát dẫn tới tình trạng toan máu hay kiềm máu này. Một là do hô hấp, hai là do vấn đề về chuyển hóa. Bước thứ tư, sau khi chúng ta xác định được nguyên phát là do hô hấp và chuyển hóa rồi, thì chúng ta mới coi rằng là cơ thể chúng ta có bù trừ đủ hay không. Nếu như bù đủ thì các chỉ số như thế nào, nếu như bù không đủ thì sẽ như thế nào, hoặc là nó có thể là chồng lấp tình trạng lên với nhau. Ví dụ bệnh nhân toan hô hấp có thể đi kèm với toan chuyển hóa luôn, thì lúc đó trường hợp đó chúng ta sẽ thích như thế nào ha. Và bước cuối cùng là sau khi phân tích đó rồi, chúng ta sẽ chẩn đoán về nguyên nhân. Trong cái học phần của chúng ta thì các bạn, chúng tôi không quá đặt nặng cho các bạn là bước số 1 và bước số 5. Tại sao? Nó liên quan tới chẩn đoán và điều trị lâm sàng, và nó sẽ đặc thù cho từng loại bệnh khác nhau. Do đó trong bài ngày hôm nay, với một khoảng thời gian ngắn, chúng ta chỉ tập trung giải quyết 3 bước. Và đi thi chúng tôi cũng chỉ hỏi bạn 3 bước thôi, đó là bước 2, bước 3 và bước 4. Các bạn sẽ được hỏi là toan hay là kiềm, các bạn sẽ được hỏi là nguyên phát là hô hấp hay là chuyển hóa, và cuối cùng là bù đủ hay không, hay là có rối loạn đi kèm. À, chúng ta thống nhất với nhau ha. Để thi các bạn chỉ hỏi vào bước 2, bước 3 và bước 4. À. Rồi, do bước 1 chúng ta không phân tích ở đây, chúng ta sẽ phân tích ở bước 2 là toan hay là kiềm.
Nhắc lại ha, chúng ta sẽ có cái khoảng bình thường là 7.35 tới 7.45. Dưới 7.35 là toang, rõ ràng. Dưới trên 7.45 là kiềm, rõ ràng. Nhưng mà tôi nhớ nhắc các bạn là các bạn phải nhớ con số trung vị là 7.4. Nhớ 7.4 ha. Chỉ cần khác 7.4 một chút xíu, giữa 7.39 đi, nó vẫn nằm trong khoảng bình thường nhưng nó đang có xu hướng toang dần. 7.42 là vẫn bình thường nhưng đang có xu hướng kìm dần. Tại vì sao? Tại vì rất nhiều bạn sinh viên khi đi lâm sàng, bệnh nhân đang suy hô hấp, thở oxy này nọ, xét nghiệm khí máu ra nằm trong khoảng 7.35, 7.45. Các bạn trả lời một câu rằng gì? Ủa bình thường mà, đã pH bình thường rồi, em đâu cần phải đọc những con số gì dưới nữa. Nhưng cái câu đó là hoàn toàn sai lầm nha các bạn. Các bạn sẽ bỏ sót rất nhiều ca hay lâm sàng bởi vì nó nằm trong cái khoảng quá dao động như vậy. Do đó cái con số 7.4 là mình nên có sự xê dịch và mình chỉ cần thoát khỏi nó xíu là bệnh nhân đã bắt đầu có sự biến chuyển rồi ha. Rồi, sau khi các bạn xác định được bệnh nhân là toang hay là kìm dựa vào cái pH của bệnh nhân rồi thì các bạn sẽ chẩn đoán tiếp là rối loạn nguyên phát của bệnh nhân này là gì. Thì tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ có hai dạng, một là do chuyển hóa, hai là do hô hấp. Vậy thì nếu như mà do chuyển hóa thì như thế nào? Nếu như mà do chuyển hóa, nếu như mà toang thì sẽ có ghi nhận tình trạng là gì? Giảm HCO3 trừ. Còn nếu như mà kìm sẽ có tăng HCO3 trừ. Rồi, ngược lại toang hô hấp thì sẽ có tình trạng là gì? Tăng CO2. Kìm hô hấp sẽ có tình trạng là giảm CO2. Và lúc đó mình sẽ tính cái tình trạng bù trừ sau. À, cái cột bù trừ các bạn quan nhìn ha. Nhắc lại, bạn toang chuyển hóa thì bạn muốn coi vấn đề về chuyển hóa, bạn phải coi về HCO3 trừ. Toang chuyển hóa thì HCO3 trừ phải giảm, kìm chuyển hóa thì HCO3 trừ phải tăng. Ngược lại, nếu như mà toang hô hấp thì CO2 phải tăng và kìm hô hấp thì CO2 phải giảm. Do đó có một câu thần chú để cho các bạn chẩn đoán nguyên phát là gì? Nếu như rối loạn nguyên phát là chuyển hóa thì nó sẽ diễn tiến cùng chiều với lại pH. Còn nếu như nguyên phát nó là hô hấp thì nó sẽ diễn biến một cách ngược chiều. À, chúng ta nhắc lại ha, chúng ta thấy toang chuyển hóa, mà muốn nói vấn đề về chuyển hóa chúng ta phải coi HCO3 trừ. Toang tức là pH giảm thì HCO3 trừ phải giảm theo, nghĩa là cùng chiều. Ngược lại, nếu như mà toang pH giảm mà chúng ta thấy là CO2 nó tăng lên, như vậy là trái chiều thì nó do hô hấp. Rồi ha. Rồi đó là các bước các bạn về chẩn đoán rối loạn nguyên phát. Thì tương tự, nếu như bạn đó nguyên phát là do HCO3 trừ thì thứ phát nó sẽ bù trừ bằng CO2 và ngược lại. Rồi, đây là một cái bảng để cho các bạn, một số bạn là người học thuộc, nhưng mà tôi khuyến cáo các bạn không nên học thuộc, các bạn nên hiểu nó thì nó sẽ hay hơn ha. Có một số bạn học thuộc con số này thì lúc mà vô phòng thi á, bạn nó viết đầy ở trên tay, viết từ ngoài phòng thi bước vào bên trong luôn. Các bạn nó bị sợ bị nhầm, sợ bị nhầm gì đó, vô đánh trắc nghiệm vẫn sai câu đó ha. Tôi cố tình đứng sau lưng bạn đó, bạn đó vẫn đánh sai câu này ha. Cho nên là cái này là cái các bạn không nên nhớ, các bạn nên hiểu nhiều hơn, tại vì mấy con số này nó cứ lúc thì lớn lúc thì bé, như vậy thì rất là khó khăn. Mình cứ nhớ là chuyển hóa cùng chiều với pH mà hô hấp thì ngược chiều với lại pH, như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Rồi, về cái cơ chế của rối loạn toang chuyển hóa, kìm chuyển hóa, toang hô hấp và kìm hô hấp thì các bạn tự đọc thêm ở trong sách. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ một câu là gì, nếu như toang chuyển hóa sẽ bù trừ bằng kìm hô hấp, ngược lại à, kìm chuyển hóa sẽ bù trừ bằng toang hô hấp. Cứ như vậy thôi, nếu anh này đã kìm rồi thì anh phải toang để bù trừ. Chỉ vậy thôi, đó là cái cơ chế bù trừ. Rồi ha. Tại sao mình lại có liên quan tới vấn đề bù trừ này? Thì bù trừ trong sách chúng ta đã nói rồi là bù trừ của thận á, thì chúng ta sẽ cần có thời gian. Và nó sẽ có cái thời gian diễn tiến tương đối lâu. Cho nên nếu như rối loạn hô hấp thì nó sẽ có khái niệm là cấp và mạn, bởi vì thận cần một thời gian diễn tiến thì nó mới có khả năng bù trừ hoàn toàn. Còn ngược lại, anh mà bù trừ bằng hô hấp thì do hô hấp chúng ta thay đổi nhịp thở rất là nhanh, do đó rối loạn nguyên phát mà do chuyển hóa thì không có định nghĩa khái niệm cấp tính và mạn tính. Cái này lại là một câu hỏi trắc nghiệm khác dành cho các bạn ha. Các bạn tránh tình trạng nhầm lẫn ha. Bù trừ cấp và bù trừ mạng nó chỉ liên quan với vấn đề là bù trừ của thận thôi. Còn nếu như bù trừ cho hô hấp, do hô hấp tác động rất là nhanh, có thể là từ 12 giờ cho tới 36 giờ là cơ quan hô hấp chúng ta đã hết khả năng bù trừ rồi, thì như vậy nó không phân biệt cấp và mạng được. Các bạn, đây là cái ý thứ hai khi thi trắc nghiệm, các bạn nhớ để tránh
sai sót những câu này rất câu rất là dễ ha. Các bạn bóp vào những câu tình huống lâm sàng mới là khó, còn những câu này những câu lý thuyết đơn thuần, tránh sai những câu này. Rồi, cái bước thứ tư mới là cái bước khó nè. Chẩn đoán pH dễ, chẩn đoán nguyên tắc dễ, cái câu khó mới là nằm ở đây, đó là bù đủ hay không và rối loạn đi kèm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về vấn đề toan chuyển hóa. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái công thức. Cái công thức này các bạn bắt buộc phải nhớ, thì thi chúng tôi không thể nào đưa công thức các bạn được, tại vì các bạn đã chẩn đoán ra được là vấn đề nguyên tắc cho chuyển hóa rồi. Thì các bạn biết nó toan hay kiềm thì các bạn phải tự nhớ công thức toan tính sao, công thức kiềm tính sao. Nhưng mà bởi vì tôi thấy là khó khăn quá cho nên tôi mới chỉ bạn một cái mẹo. Cái ở dưới hoàn toàn là mẹo nha các bạn. Mẹo có nghĩa là gì? Có trường hợp đúng, có trường hợp sai. Tuy nhiên trong đại đa số trường hợp thì chúng ta có thể áp dụng được. Và trong đề thi của tôi cho các bạn thì đại đa số các bạn áp dụng được luôn nha. Thì cái pH của các bạn, ví dụ như bạn đang chuyển hóa, bạn có pH là 7.24 đi. Thì như vậy BaCO2 bù đủ thì lúc này BaCO2 của bạn phải là bằng số 24, nghĩa là sau dấu phẩy hai con số. Như vậy bạn coi lại trong đề bài, lúc đó người bệnh nhân này trả kết quả xét nghiệm ra BaCO2 như thế nào. Nếu như mà bé hơn cái con số 24, bạn tính toán thì bạn nói rằng bệnh nhân này có kiềm hô hấp đi kèm. Còn nếu như bệnh nhân này bạn thấy được rằng cái BaCO2 đo trong máu lớn hơn con số 24 trong cái thính pH, bạn sẽ chẩn đoán là có toan hấp đi kèm. À, đơn giản ha. Mình không cần nhớ công thức ở trên, mình nhớ cái mẹo ở dưới. Nhưng nhắc lại nha, cái mẹo này đi lâm sàng nhiều khi bị thầy cô la nha. Tôi nói trước nha, cái này lại là cái mẹo trong trường hợp đối đế. Các bạn không nhớ được công thức để các bạn tính, để làm bài thư một câu chúng ta chỉ có 30 giây thôi, thì các bạn hãy dùng công thức này. Còn khuyến cáo các bạn vẫn phải dùng cái nguyên lý nguyên thủy của chúng ta là ở trên nha. Tương tự như vậy, trong vấn đề về kiềm hô hấp, chúng ta cũng có một cái pH ví dụ 7.65. Thì chúng ta có BA, lúc này cái số IG của chúng ta là con số 65. Chúng ta coi cái hàng BaCO2 chúng ta đo được trong máu có ra con số 65 hay không. Nếu như mà nó ra thấp hơn 65, chúng ta nói là có kiềm hô hấp đi kèm. Còn nếu như mà lớn hơn 65, chúng ta nói là gì? Có toan hô hấp đi kèm. Vậy thôi, rất đơn giản. Ha, cái này đối với vấn đề về chuyển hóa thì tôi chỉ cho các bạn cái mẹo để bạn nhớ rồi ha. Rồi, ngược lại anh hô hấp. Anh hô hấp ảnh phức tạp hơn anh chuyển hóa, bởi vì anh hô hấp cho nó rồi ảnh sẽ có phân biệt là cấp với lại mạng. Tại sao? Cấp mạng đã nói rồi luôn ha, không nhắc lại nữa. Thì lúc này các bạn phải có công thức để các bạn nhớ. Thì anh hô hấp này ảnh lại dễ hơn cái, anh lại dễ hơn cái, đó chính là bạn cứ nhớ là nếu như á mà là cấp á thì chúng ta sẽ toan á thì bạn sẽ con số là 1.3. Còn nếu như mà kiềm hô hấp á bạn sẽ con số là 2.4. À, bạn sẽ có hệ số như vậy ha. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình xét trường hợp toan hấp nha. Cứ mỗi BaCO2 tăng lên 10mm thủy ngân thì HCO3 trừ của chúng ta sẽ tăng lên 1mmol. À, nếu như nhắc lại, nếu như mỗi BaCO2 tăng lên 10mm thủy ngân thì HCO3 trừ chúng ta sẽ tăng lên 1mmol trên lít. Thì lúc đó thỏa điều kiện đó thì nó sẽ vào tình trạng là bù cấp. Trong trường hợp nó nhỏ hơn con số, nghĩa là nó tăng lên 10 nhưng mà HCO3 trừ chúng ta không tăng lên nổi 1 luôn, thì lúc đó nó sẽ vô trường hợp là toan chuyển hóa đi kèm. Bạn nhìn các bạn ở phía dưới. Rồi, nếu như mà là mạng thì sao? Thì mạng nghĩa là thời gian thận đáp ứng đã cao hơn rồi, thì nó sẽ đáp ứng là cứ mỗi 10 HCO2 thì chúng ta sẽ tăng 3 HCO3 trừ. Thì bạn cũng tính toán tương tự như vậy. Nếu như thỏa thì chúng ta nói là giai đoạn này là mạng. Nhưng nếu như nó nằm giữa con số 1 và 3 thì chúng ta sẽ nói là gì? Là đây ở dạng chuyển dạng, hay là gọi trường hợp là đợt cấp trên nền mạng. Có một cái khái niệm đó, đợt cấp trên nền mạng. Tại sao lại có khái niệm đợt cấp trên nền mạng này? Bởi vì sao? Bởi vì một số bệnh nhân mắc bệnh lý mặt tim mạch hoặc là bệnh lý mặt hô hấp, họ luôn luôn trong tình trạng, có thể là họ đã luôn luôn trong tình trạng là quen với tình trạng là tăng CO2 ở trong máu rồi. Do đó cơ thể họ đã quen với cái chuyện đó, và khi lần này họ nhập viện thì cơ thể họ có khả năng bù trừ tốt hơn những người bình thường khác, thì họ sẽ không phải là nằm ở con số cấp nữa, mà sẽ họ có cái mạng đi dần, thì họ sẽ nằm trong dạng chuyển dạng này. Và lúc này nếu như kết quả ra nằm giữa này, chúng ta có quyền chẩn đoán là đợt cấp trên nền mạng. Đó là giới thiệu cho bạn thêm khái niệm mới ha. Còn nếu như mình lớn hơn con số 3 mà chúng ta đã nói rồi, thì bệnh nhân này có kiềm chuyển hóa đi kèm. Tương tự như vậy cho anh kiềm hô hấp, các bạn tự động phân tích ha. Thì ngược lại,
kiều hấp thì sẽ đi kèm theo con số 2 và con số 4, và nó cũng có những khoảng tương tự như vậy luôn, và nó biểu thị bằng biểu đồ ở phía dưới. Rồi, tới đây tôi ngừng lại một chút. Các bạn có thắc mắc gì không? Trước khi chúng ta đi qua phần bài tập, sau cái phần review về phần lý thuyết. À, có một bạn hỏi á, là công thức ghi công thức này tôi trình bày ở đây các bạn không thấy ở trong sách. Bởi vì tôi nói rồi, trong sách các bạn là tiếp cận theo một cái nguyên lý khác, nguyên lý kiềm dư, excess bay. Thì cái nguyên lý này thì nó là nguyên lý hiện tại, là nó xuất hiện sau nhất, dễ nhất. Còn với những cái nguyên lý mà tôi trình bày với các bạn, thì tôi nói rồi, nhiều bạn dựa vào cái nguyên lý đó, các bạn khó khăn cho việc phân tích và khó khăn cho việc đi lâm sàng. Do đó tôi hướng dẫn các bạn một cái nguyên lý khác mà được nhiều người chấp nhận, bởi vì chúng ta tiếp cận theo nguyên lý sinh lý học. Các bạn đã được học rồi, thì lúc này các bạn đi bệnh viện các bạn sẽ được phân tích nhiều hơn. Với lại một số nơi bệnh viện người ta không có đo chỉ số EB, người ta không trả kết quả chỉ số EB cho các bạn, như vậy các bạn sẽ không phân tích được. Do đó tôi mới hướng dẫn các bạn sử dụng một cái phương pháp khác ha. Rồi một bạn khác thì có xin slide ha. Thì slide bài này thì tôi sẽ cho các bạn, về nguyên tắc là tôi sẽ không cho mấy cái này đâu, mà tôi sẽ cho các bạn một cái khác, đó chính là một bài báo đăng trên tạp chí New England Journal. Trong giới y khoa của chúng ta có rất nhiều tạp chí nổi tiếng, nhưng ba tạp chí mà gọi là có độ uy tín hàng đầu trên thế giới, đó chính là New England Journal, thứ hai là tạp chí Nature, và thứ ba là tạp chí The Lancet. Ba tạp chí này là ba tạp chí có mức độ uy tín rất là cao trên thế giới. Thì năm 2014 có một nhóm các anh chị bác sĩ ở bên một cái trường đại học gì đó tôi quên mất tiêu rồi. Thì các anh chị này cảm thấy rằng là khó khăn trong việc đi thực hành lâm sàng và trong vấn đề đọc khí máu động mạch. Thì các anh chị này mới lên trên mạng để tìm các tài liệu đọc với các bạn, mặc dù các anh chị đã thành ngày 2 năm 3 năm rồi. Thì các anh chị đó vẫn rất khó khăn trong vấn đề giải thích một cái khí máu động mạch. Thì vô tình các anh chị lấy được một cái tạp chí trên New England Journal. Thì các anh chị thấy nó quá hay và nó giúp các anh chị giải quyết gần như là 80-95% các tình huống trên lâm sàng. Thì các anh chị đó mới tiến hành dịch ra tiếng Việt để cho các bạn sinh viên nhỏ chưa có khả năng đọc được tiếng Anh hiểu một cách rành rẽ nhất thì cũng có thể đọc được. Thì cái này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bởi vì nó là tài liệu chính quy ha. Còn cái này thì tôi rất ngại chia sẻ bởi vì thế nào, nó mang về tính chất mặt kinh nghiệm của tôi nhiều hơn. Thì cái mặt kinh nghiệm của tôi thì nó có sự xê dịch tương đối so với cái tài liệu mà của trên tạp chí New England Journal, nhưng mà về cơ bản thì phương pháp của tôi và phương pháp trên tạp chí được đăng đó đều là một phương pháp cả ha. Rồi, có một bạn hỏi á, là ở trên tôi tóm tắt các bạn là cứ mỗi cái BaCO2 tăng lên 10mm thủy ngân thì HCO3 chỉ tăng lên 1, nhưng tại sao lại có công thức ở dưới? À, chúng ta nhìn công thức ở dưới này ha. Tại sao các bạn nhớ không? Cái con số mà tôi nhớ các bạn là gì? Con số trung vị. Trung vị của HCO3 trừ của chúng ta là 24. Như vậy chúng ta sẽ có 24 là cái nguyên gốc cơ bản. Chúng ta có cái gì? Mỗi tăng lên 10, chúng ta nhớ là gì? BaCO2 chúng ta trung vị chúng ta lấy là bao nhiêu? Chúng ta lấy trung vị là 40, nghĩa là bình thường BaCO2 sẽ phải là 40. Trong trường hợp này BaCO2 đã tăng rồi, chắc chắn nó sẽ lớn hơn 40 rất là nhiều. Như vậy chúng ta sẽ có một số là ví dụ 50. 50 trừ cho 40 chúng ta sẽ được 10. Mà cứ mỗi 10 tăng 1 phải lấy 10 chia 10 được 1. Như vậy cái HC3 trừ chúng ta dự trù trong trường hợp này phải là 25. Đó là lý do tại sao là công thức ở dưới này vậy các bạn. Chúng ta lấy hai con số trung vị. Đó là lý do tại sao tôi nhắc các bạn phải nhớ số trung vị. Bạn cần nhớ được số trung vị, bạn nhớ được công thức này. Còn bạn nhớ khoảng bạn không bao giờ trả được công thức này à, nhớ cho các bạn nha. Cái con số 24 và con số 40 nó là giải thích cho tình trạng là con số trung vị ta lấy. HCO3 trừ là từ 22 tới 26, lấy trung vị là 24. BaCO2 từ 35 tới 45, lấy trung vị là 40. À, nhớ cho các bạn vấn đề hiểu tại sao là con số đó ha. Rồi, đi thi có cung cấp base dư không? Năm ngoái tôi sẵn đề thì tôi không cung, tôi đề của tôi tập theo hướng này, cho nên là tôi không cấp bay dư cho các bạn nè. Nhưng mà đề đứa gì mà đề của cô Hà ra
thì khả năng là sẽ có bay dư. À, còn nếu như mà đề của tôi ra thì nó sẽ là theo hướng này. Nói trước các bạn luôn ha. Nghĩa là tùy thuộc vào cái người giảng viên ra đề ha. Tại vì cái phần khí máu động mạch này là kể từ năm ngoái cho đi là cô Hà giao hẳn cho tôi về mảng khí máu động mạch. Thì tôi bắt đầu tôi áp dụng cái cách này, bởi vì cái phương pháp bay dư thì các bạn phản hồi cho tôi rằng các bạn đi lâm sàng các bạn gặp khó khăn. Nên tôi chuyển thẳng qua cái phương pháp này. À, cho nên là nếu như đề thi bóc trúng phần của tôi sẽ là cái phương pháp này. Rồi còn thắc mắc gì không trước khi chúng ta qua phần bài tập ha? Thì cái đó là phần lý thuyết tôi nói xong các bạn rồi. Thì các bạn chúng ta sẽ sang phần bài tập. Phần bài tập này thì các bạn sẽ làm thử một số tình huống lâm sàng. Đồng thời tôi cho bạn làm thử ba câu hỏi đã được cho tôi cho ra đề thi rồi. Thấy tôi về phần thứ này rất là đơn giản ha. Đương nhiên nó sẽ chia làm ba mức độ. Một mức độ đầu tiên là hiểu về kỹ thuật khí máu động mạch, thì tôi đã nhắc nhở những cái gì mà thường sai rồi đó. Cái thứ hai là phần khí máu động mạch cơ bản, là phần các bạn sẽ làm tiếp theo đây. Và phần khí máu động mạch nâng cao, thì khí máu động mạch nâng cao để dành cho các bạn kiếm điểm 9 điểm 10. Thì năm ngoái không ai làm đúng câu của tôi cả, 900 sinh viên không ai làm đúng hết ha. Các bạn đã bị lừa rất là nhiều. Thì cái đó là câu cô kiếm điểm 10 mà, cho nên năm ngoái không có điểm 10, chỉ có 9 điểm rưỡi thôi. Đó là lý do là như vậy ha. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không? Nếu như không thắc mắc thì mình tiến hành làm cái ví dụ ha. Các bạn, tôi sẽ cho các bạn khoảng 2 phút, sau đó các bạn xung phong các bạn trả lời. Các bạn sai chỗ nào để sửa cho các bạn chỗ đó ha. Còn nếu như các bạn không trả lời thì coi như là phần bài tập về nhà. Hoặc là các bạn ngại trả lời thì các bạn có thể lên kênh chat hoặc là trả lời qua email. Thì lúc đó tôi sẽ trả lời cho bạn. Nhưng mà nếu như các bạn trả hỏi qua email thì đương nhiên là cái thời gian phản hồi sẽ lâu. Tại vì email bạn sẽ bị trôi ha, tại vì có rất nhiều email, mỗi ngày làm việc của giảng viên họ có rất nhiều email, thì cho nên là các bạn sẽ bị trôi đi, bởi vì chúng tôi phải ưu tiên giải quyết những cái việc mà nó khẩn cấp hơn. Rồi, mời không có câu hỏi gì hết, thì chúng ta sẽ tiến hành vấn đề là các tình huống ha. Rồi, chúng ta sẽ có 5 trường hợp ở đây. Rồi, đi thi đơn giản cơ bản, bạn dày thôi. Tôi cho bạn 3 thông số BH, BCO2, HCO3R. Tôi hỏi các bạn là tình trạng bệnh nhân này là như thế nào? Toan hô hấp hay kiềm hô hấp? Toan chuyển hóa hay kiềm chuyển hóa? Chỉ đơn giản vậy thôi, đây là câu thuộc dạng trung bình. Đó, các bạn chỉ cần phân tích được nguyên phát là do cái gì là coi như xong. À, đây là dạng trung bình. Rồi, thì các bạn có 2 phút các bạn làm ha. Thì sau 2 phút thì các bạn tôi sẽ hỏi các bạn sẽ xung phong trả lời. Rồi, các bạn
Có bạn nào làm được không? Có bạn nào xung phong trả lời không? Rồi, em đọc trường hợp thứ mấy em? Rồi, đầu tiên là kìm chuyển hóa. Rồi, tại sao lại kìm chuyển hóa em phân tích cho tôi nghe thử coi tại sao lại kìm chuyển hóa. Đầu tiên thì em nhìn vào pH, thấy pH tăng lên là 7.5 thì đầu tiên xác định là kìm trước. Rồi, ok. Thấy là CO2 ở mức B, CO2 ở mức bình thường là 40. Còn không? HCO3 trừ bình thường là mức 24, mà trong trường hợp này tăng lên 34. Nên là rối loạn nguyên tác của nó là tăng HCO3 trừ và có tăng CO2 để bù trừ lại, nên em nghĩ là tìm chuyển hóa đó. Ok, chính xác ha. Thì hồi nãy tôi nói rồi thì nó cùng dấu với nhau ha, thì nó là kiềm chuyển hóa. Rồi ok, chính xác. Rồi bạn nào làm trường hợp số 2 đi. Cái này là luyện tập cho các bạn ha. Một câu như vậy rất đơn giản, làm chưa tới 10 giây. Nếu như các bạn biết cách làm rất nhanh. Rồi. Rồi câu số 2 sao em? Em nghĩ đó là toan chuyển hóa. Toan chuyển hóa, tại sao lại toan chuyển hóa? Dạ, tại đầu tiên thì cái pH là dưới 7.35 là mình xác định nó là toan. Rồi HCO3 trừ bình thường là khoảng 24, nhưng mà bây giờ nó giảm xuống 10. Nghĩa là có giảm HCO3 trừ nên em nghĩ nó sẽ toan cũng về chuyển hóa. BCO2 tăng lên thì em nghĩ là do đó là một trừ. BCO2 nó giảm em chứ, đúng không? Bình thường BCO2 okay. Mình là 3.85 đúng không? Nó bù trừ, hiểu không? À, em nhầm chỗ đó ha. Rồi, trường hợp số 3. Dạ, trường hợp thứ 3 là toan hô hấp ạ. Toan hô hấp, tại sao lại toan hô hấp em? Dạ, bởi vì pH dưới 7.35 là toan, có CO2 tăng, nên em nghĩ là toan hô hấp. Rồi, ok ha. Vậy thì xong 3 trường hợp là các bạn biết làm rồi ha. Bạn nào không biết làm thì về nhà dựa vào cái tình huống đơn giản này mình làm trước đi ha, mình làm cho quen. Khi có động mạch thì năm ngoái là khoảng 5 câu, thì khoảng 4 câu là sẽ sàng sàng ở vậy rồi, còn câu còn lại mới là câu khó. À, cái câu mà câu đi lên, bạn thấy những tình huống nào mà nó tương đối dài và nó nhiều chỉ số hơn những cái này là tôi cố tình cho vào để gây rối các bạn ha. Cho nên là những câu như vậy cố gắng lấy trọng điểm đi, những câu kim nó tình huống rất là dài, dụ trù ra các bạn phải dành khoảng 1 phút 1 phút rưỡi và thực sự bình tĩnh các bạn mới làm được, còn không các bạn sẽ làm sai ngay. Rồi, cái phần này là cái phần đáp án ha, đó là yêu cầu đơn giản các bạn, là nó chỉ các bạn trả lời cho tôi là toan hay kìm. Nhưng khó hơn chút xíu là nó có kèm cái gì đi kèm hay không. Ví dụ như là toan chuyển hóa kèm toan hô hấp, toan hô hấp kèm kìm chuyển hóa, cái đó là mức độ hơi khó, là sẽ nằm mức độ này. À, còn đủ hay không đủ tôi chưa tính nha. Cái này gọi là mức độ hơi khó, nghĩa là bắt đầu cũng là câu dạng như vậy, nhưng mà cái yêu cầu ở dưới tôi phức tạp hơn chút xíu. À, đây là cái dạng câu dạng khó hơn. À, rồi, đây là 3 câu. Khi mà năm ngoái tôi cho các bạn năm ngoái năm trước thi ha, thì ở đây nó có khác hơn chút xíu, đó chính là tôi có cho thêm một câu là có hàng BaO2 ha. Thì cái BaO2 này về cơ bản nha, nó chỉ trả lời cho tình huống là có suy hô hấp hay không có suy hô hấp dưới dạng là giảm oxy máu mà thôi. Chứ còn về vấn đề toan hay kìm thì BaO2 không giải quyết cái vấn đề gì hết. Cho nên là đừng có lăn tăn. Nhiều bạn cứ lăn tăn mãi con số BaO2 này, cứ nghĩ tôi gài một cái gì đó ghê gớm lắm, thế là không đánh được đáp án. À, đánh vô là kết quả khí máu này theo kiểu không phân tích được gì đó. À, thì nó không có đúng ha. Thì các bạn thử làm 3 câu này coi. Các bạn làm đúng rồi nghĩa là ok, coi như các bạn có thể đạt được 9 trên 10 điểm nếu như ra phần khí máu rồi đó. Cái câu này là cái câu hỏi có bù trừ không nha các bạn. Ừ. Cái này nó hơi khó một xíu rồi ha. Nó lên thêm một mức độ ha, là có ví dụ như nguyên tắc là hô hấp thì lúc này chuyển hóa nó bù trừ như thế nào? Đủ hay không đủ?
hay là nó là rối loạn đi kèm khác, à đây nó khó hơn chút xíu, đây đề thi năm ngoái, nên là có đáp án ABCD nhưng mà như vậy thì lộ đề quá rồi, để tôi chỉ đổi đáp án chút xíu thôi là ra cái đề khác rồi, cho nên tôi không sao đáp án các bạn ha. Đây là ba câu hỏi đề thi năm ngoái tôi cho. Rồi các bạn nào làm được câu đầu tiên không? Không có đúng sai ha, giờ mình đang học thôi ha. Cho nên là cứ tự tin phân tích đi. Tôi sẽ đưa ra ý kiến dựa trên cái bài phân tích của các bạn ha. Dạ là câu đầu tiên là toan hô hấp cộng với cái toan chuyển hóa thầy. Toan hô hấp cộng với toan chuyển hóa, tại sao em lại nghĩ về vấn đề này? Dạ là bởi vì pH nó dưới 7,35 là toan. Mà em nhìn thấy BCO2 nó tăng hơn 40 là một cái toan hấp. Và HCO3 nó giảm dưới 24 là một cái toan chuyển hóa. Nên em nghĩ là một nguyên cái... phát, em nghĩ nguyên phát này là cái gì? Dạ nguyên phát này em nghĩ là cái toan hô hấp ạ. Tại sao em lại nghĩ nó lại là toan hô hấp? Tại vì cả hai cái đều cho cái toan đúng không? Tăng BCO2 cũng gây toan, mày giảm HCO3 trừ cũng gây toan đúng không? Dạ. Thì lý do gì em lại nghĩ nhiều là nguyên nhân bệnh hô hấp? Dạ em chưa nghĩ tới đó luôn đó thầy. Đúng không? Em thấy cả hai cái đều đó không? Dạ đúng vậy, đúng vậy. Là gì? Dạ đúng vậy. Dạ dạ. À đó. Rồi, cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Cho nên giải quyết vấn đề này thì nếu như mà em tin ý em nhìn vô bệnh nhân này đang có tình trạng gì em? BaO2 vậy là BaO2 như thế nào ạ? Dạ, BaO2 đang bị thiếu à. Nghĩa là giảm, nghĩa là bệnh nhân có siêu hấp đúng không? Dạ. Vậy thì bệnh nhân siêu hấp thì đương nhiên nguyên nhân nguyên phát sẽ nằm ở? Ở hô hấp. Được. Được chưa? Dạ. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới vấn đề phân tích toan kiềm ở dưới nhưng nó sẽ gợi ý cho nguyên nhân nguyên phát mình nằm ở đâu. Xong, câu 1. À, rồi bạn nào làm câu 2, câu 2 thì quá dễ rồi, câu 2 nó quay về cái câu chuyện bình thường nãy giờ mình đã làm rồi. À. Dạ là câu 2 cũng là cái toan hô hấp luôn không thầy? Câu 2 thì nó rõ ràng hơn là toan hô hấp rồi. À. Nhưng mà bây giờ hỏi em câu nào, bù đủ hay không bù đủ? Dạ... cấp trên mạng. Dạ cái tay con hấp này là tay con hấp cấp trên nền mạng. Sao cấp trên nền mạng? Dạ là cái BCO2 nó là 60 trừ cho cái 40 là 20. Vậy suy ra cái HCO3 nó phải tăng lên 2. Mà lần này HCO3 nó tăng lên tới 3 lần. Nó nằm giữa 1 với 3. Nó em nghĩ là cái này là cấp trên nền mạng. Cấp trên nền mạng. Rồi, vậy em không nghĩ nó là giai đoạn chuyển dạng của vấn đề kia hả? Dạ. Em nghĩ nó cấp cấp trên mạng hay là em nghĩ nó là chuyển dạng, nó đang chuẩn bị trên cái kia rồi nó sẽ là rơi vào vấn đề mạng tính nhiều hơn? Dạ, em nghĩ nó đang... Trong
Trong trường hợp này hạn chế dùng từ cấp trên nền mạng nha em nên dùng từ chuyển dạng hơn ha, tại vì mình không có tình huống, trong tình huống này tôi không hề nói cho các bạn là bệnh sử bệnh nhân là như thế nào. Nếu như các bạn đọc đề các bạn thấy rằng là một bệnh nhân suy tim hoặc bệnh nhân COPD, bạn nói cấp trên nền mạng tôi không nói gì bạn hết, tại vì bạn cái lời rất chính xác là bệnh nhân là bệnh nền. Còn trong tình trạng này bạn cứ nói là đang ở dạng chuyển dạng thôi. Có thể là thận bắt đầu nó bù trừ được nhiều hơn ha, nên trả lời câu đó. À, tôi chỉ sửa lại một xíu ở chỗ đó thôi, tại trong tình huống này tôi không hề đưa chỉ chuyện lâm sàng gì được năng hết, nhưng tôi đưa dữ kiện lâm sàng vào cái là bạn có trả đáp khác này, bạn không chọn chuyển dạng mà phải chọn cấp gì mình. Dạ hiểu vấn đề ha. Rồi tốt rồi, còn câu cuối cùng. Dạ câu cuối cùng là một cái kiềm chuyển hóa đi kèm với một cái kiềm hô hấp. Tại sao em lại nói nghĩ đó là kiềm chuyển hóa đi kèm với lại kiềm hô hấp? Dạ là cái pH nó trên 7,4 đó là một cái kiềm. Em nhìn qua cái phần chuyển hóa nó hơn 24 rất là nhiều. Nên em nghĩ là một kiềm chuyển hóa. Và cái pH CO2 là 54, nó nhỏ hơn cái số công thức của thầy cho là cái 7,6 đúng không? 56 đúng giờ, cho nên là mình nghĩ ngay nó là một cái kiềm hô hấp đi kèm. Trả lời chính xác ha, tính rất nhanh đúng không? Mình dùng cái mẹo kia ra số 56 lớn hơn 54, vậy nó vô cái trường hợp là kiềm hô hấp, không cần phải tính toán công thức ở trên tại vì nó có cái mẹo. Nhưng mà nhớ nha, đi lâm sàng mà dùng cái mẹo đó tùy theo bác sĩ lâm sàng nha tụi em. Bác sĩ nào dễ thì cho tụi em xài, miễn sao tụi em trả lời đúng tình trạng thôi. Bác sĩ nào khó các em biện luận bệnh án, nhất là đi thi bệnh án tại bệnh viện mà biện luận theo kiểu này là ăn zero đó. Phải ghi công thức ở trên giùm tôi nha, chứ đừng có nói là bác sĩ Thịnh nó muốn bác sĩ lâm sàng chỉ em kiểu này, cho nên em xài kiểu này là chết tôi đó ha. Dạ. Nhớ nha, cái này là chỉ là để mẹo để các bạn đánh trách nhiệm nhanh thôi, chứ không phải các bạn để chứ bạn đi đứng ứng phó gì bác sĩ lâm sàng nha, như vậy là chết bộ môn á ha. Rồi coi như là còn cái đây nó xong rồi đó, đi thi chỉ hỏi quanh quẩn bạn như vậy thôi à, hứa không hỏi hơn ha. Hứa không hỏi hơn. Còn cái phần mà đương nhiên về sau khi mà nếu như các bạn có thi OSCE thì các bạn sẽ gặp những trường hợp khó hơn, thì nó sẽ nằm ở cái trường hợp nằm ở dưới đây là về phân tích của cái thằng BAO2, và nó có cái trang trong sách của chúng ta là nó nằm ở trang 153 là trên áp oxy giữa phế nang và máu động mạch, thì cái đó dành cho thi OSCE Y6 ha. Thì là khi các bạn lên tới Y6 rồi, các bạn đã thành thục những kỹ năng cơ bản này rồi thì mới phân tích. Thì lúc mà chiều nay á, thì tôi rất là băn khoăn là tôi có nên dạy bạn phần này hay không, nhưng mà sau khi tôi hỏi ý với lại các thầy cô lớn là thì các thầy cô lớn nó là khoan phần này chỉ là giới thiệu các bạn thôi, cho nên là tôi sẽ không dành thời gian cho các bạn ha. Tuy nhiên nếu như các bạn đọc sách các bạn không hiểu về vấn đề này thì ta sẽ trao đổi email, thì trong hàm lượng khoảng 45 phút thì tôi chỉ trình bày những ý chính mà chúng ta liên quan tới vấn đề thi cuối kỳ thôi. Còn về vấn đề sau này các bạn hành nghề rồi gặp khó khăn khi vấn đề không thích nữa thì chúng ta sẽ làm việc riêng ha, tùy theo nhu cầu của bạn. Rồi vậy ha. Rồi trước khi ta kết thúc buổi học ở đây, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Em nói lại câu hỏi em là trường hợp thứ hai. Là cái trường hợp pH bằng 7.8 pH bằng 60 pH là trường hợp như thế này. Em không biết là tại sao lại như thế nào. Tôi không hiểu. Em biết là nó là toàn ngôn pháp rồi, mà sau đó mình sẽ làm gì tiếp theo để ý hai cái công thức của thầy đưa mình áp dụng tiếp theo để mình biết là nó có bù trừ. Bây giờ nó vô toàn ngôn pháp rồi đúng không? Em đồng ý gì đó không? Thì bây giờ chúng ta lấy con số vị là 40, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ lấy 60 trừ 40, chúng ta ra 20, đồng ý không? Rồi 20 đó thì chúng ta biết rằng nếu như nguyên phát là hô hấp thì nó sẽ có cái trò là cấp hay là mãn, đồng ý chưa? Nhưng mà vấn đề này là vấn đề toan, như vậy nếu như là cấp thì con số HC3 trừ thay đổi mỗi 10, đây để quay lại công thức cho em để các em dễ hình dung ha, để tôi kiếm lại cái slide quay lại cái công thức đó cho em. Rồi em thấy cái slide chưa? Dạ vẫn chưa thấy. Em thấy chưa?
Tôi thấy là kỳ vậy. Từ đâu xe lại. Rồi thấy chưa em? Phải do máy em chưa thấy. Ồ. Vậy thôi, vậy em cố gắng hình dung ha. Rồi như vậy cái trò mà toan hô hấp á, nó sẽ có cái trò á, là nếu như mà cấp thì cứ 10 CO2 là tăng 1 HCO3 trừ. Nhưng là mạng thì cứ 10 CO2 là tăng 3 lần 3 cái HCO3 trừ. Bây giờ cái chuyện mà cấp hay mạng em kệ một bên cho tôi. Em kệ một bên cho tôi. Em nhìn vô cái chỉ số mà HCO3 trừ ở đây đi. Mình có là 27. Em lấy con số bình thường là con số 24. Như vậy em thấy là HCO3 trừ chúng ta tăng bao nhiêu rồi? Tăng lên 3 đúng không? Tăng lên 3. Đúng chưa? Trong khi đó nếu như mà là cấp á thì em sẽ thấy là cái gì? Mình có được 20, như vậy sẽ tăng lên 2. Như vậy anh này đã vượt qua cái mức cấp rồi. Như vậy là coi cái giờ coi có thỏa mãn hay không thôi. Mạng là sao? Cứ mỗi 10 là tăng 3. Vậy thì nếu như 20 thì nó phải tăng thành 6. Mà 24 cộng 6 thì em thấy là nhiêu? Ra tới 30 rồi. Con số này không phải chuyện đó, nhưng mà nó hơn cái anh nó hơn được cái anh 26, nhưng mà nó lại nhỏ hơn cái anh 30. Như vậy nó sẽ nằm ở chỗ chuyển dạng. Nó nằm ở giữa cấp và mạng. Nó nằm ở chỗ chuyển dạng. Thì tùy thuộc cái tình huống lâm sàng mình sẽ trả lời tiếp. Này là cấp trên nền mạng hay là bắt đầu chuyển dạng sang giai đoạn là bù trừ mạng rồi. Rồi, em hiểu được vấn đề chưa? Vậy là đầu tiên là mình sẽ đi tính HCO3 trừ nó tăng lên bao nhiêu để mình xác định là nó sẽ nằm trong cấp như này. Đúng rồi. Rồi sau đó mình mới quay ngược lại cái công thức mà mình coi là nó tăng cứ 10 mm đúng. Của BACO2 thì nếu mà cấp là tăng 1, vượt quá số đó là mạng. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Em cảm ơn. Rồi, còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Thầy nói là em cái chuyển dạng là như thế nào đây thầy? Cái chuyển dạng là như vậy. Khi mà cái thận của chúng ta bù trừ á thì cái thận nó cần thời gian để bù trừ. Trong thời gian ngắn thì thận nó chỉ bù trừ được một phần thôi, thì lúc cái dạng mà một phần đó người ta gọi là cấp. Cái loại thứ hai là khi mà diễn tiến này kéo đủ dài, thận bắt đầu đáp ứng và nó bù trừ được nhiều hơn thì lúc đó người ta gọi là mạng. Vậy thì cái giai đoạn giữa mà đáp ứng được một phần ít và đáp ứng được tối đa, cái khoảng thời gian đó người ta gọi là giai đoạn chuyển dạng. Em hiểu vấn đề không? Chuyển dạng nằm ở chỗ đó, nó nằm ở giai đoạn mà mới sơ sơ và nó đã làm được rất nhiều rồi và nó không có khả năng tăng lên được nữa, thì cái chỗ nằm ở giữa đó người ta gọi là chỗ chuyển dạng. Dạ. Thầy ơi, cho em xem lại cái công thức mà toan chuyển hóa bù trừ luôn. Thầy đã thấy em áp dụng cái công thức của trường hợp tích thứ 3 nên nó là bị... Rồi, và tôi sao? Tự nhiên tôi đang chia sẻ slide các bạn thấy được mà bây giờ các bạn hết thấy slide rồi, tôi cũng không biết sao luôn. Thấy slide lại chưa các bạn? Tôi không biết là lý do vì sao các bạn thấy slide. Thấy bình thường rồi. Các bạn thấy mà sao các bạn không thấy được, tôi không hiểu ha. Cái câu số 3 là do bạn đó sử dụng cái công thức này của tôi nè. Đây. Bạn đó sử dụng công thức nhanh nhanh này nè. Để câu số 3 của chúng ta nè. À, câu số 3 nè, mình quay lại câu số 3 trước nè. Câu số 3 nè, chúng ta thấy được bệnh nhân đang có tình trạng là kìm. Được chưa? HCO3 trừ tăng rất là nhiều. BCO2 tăng, nhưng mà BCO2 tăng thì phải là toan chứ, cho nên trường hợp này chắc chắn là do vấn đề là kìm chuyển hóa rồi. Thì bạn đó mới áp dụng cái công thức nhanh này của tôi. Đây. Kìm chuyển hóa bên phía tay phải, tính coi BCO2 bù trừ đủ hay không, và cách là gì? Chúng ta có pH là 7.56. Như vậy con số II này nó là 56. Tính coi BCO2 bù đủ hay không, bù đủ thì phải đúng vào con số 56 luôn. Nhưng mà trong trường hợp này BCO2 của tôi có 54 à. Như vậy nó vô cái tình huống cái cạch đầu dòng đầu tiên, đó chính là BCO2 của bệnh nhân bé hơn cái số II, là bé hơn số 56. Như vậy bệnh nhân này có kìm hấp đi kèm. Đó, cho nên bạn kia trả lời là đúng như vậy, đó là thì bạn áp dụng cái công thức tính nhanh ha. Còn về cơ bản là nếu như tính đúng là phải tính theo công thức ở trên. Rồi tôi trả lời vậy bạn đã hiểu được vấn đề chưa? Dạ, là nguyên tắc là toan chuyển hóa mà kiềm hô hấp có kiềm chuyển hóa, còn bù trừ là kiềm hô hấp đi kèm ha. Là rối loạn đi kèm là có tình trạng kìm hô hấp, nó không bù trừ em. Trong trường hợp nó không bù trừ mà nó còn đi kèm nữa. Dạ, dạ.
À, những vấn đề A nó đi kèm đó, thì cái, những cái câu hỏi dạng này, những câu hỏi dạng hơi khó rồi ha, hơi khó và rất khó rồi ha. Dạ em không dạ thầy ơi. Rồi em cứ gì là mình tính theo cái công thức ở trên mà không tính nhanh đó thầy. À thì mình vẫn xét là giống như vậy, nếu mà tính là được cái BCO2 bù đủ là cái số mà nếu trong cái đề nó bé hơn thì tính được có kiểm hóa bị kèm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Tại này nó khó, cái số này nó khó nhớ quá cho nên tôi mới chấp nhận cho các bạn chơi chiêu trò ở dưới thôi. Cái chiêu trò ở dưới là nó tà ma ngoại đạo nha các bạn, nó không có vô sách chính quy gì đâu nha. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi đó. À, một bạn khác đó, bạn đó đọc sách ở trong bộ môn nội á, nếu toàn hô hấp á, mạng á thì cứ mỗi như vậy là tăng lên 4, ở đây á là tôi chỉ ghi lên 3 thôi. Thì như vậy có sự chênh lệch gì hay không? Thì tôi nói ở đây trong cái bài giảng này là đi theo cái chủ nghĩa là theo kinh nghiệm của tôi. Cho nên là tôi thống nhất cho các bạn một con số các bạn dễ nhớ là con số 3. Chứ còn thật sự ra thì tùy theo mỗi người khác nhau, họ sẽ có những con số khác nhau. Cho nên là trong cái bảng ở phía dưới á, mặc dù tôi nhớ là 3, nhưng mà cái phần chuyển dạng á, tôi cho các bạn từ 3 lên tới 3.5. À, nghĩa là tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thôi, cho nên là nó hơi khó cho các bạn khi mới tiếp xúc. Cho nên là chịu khó nhập gia tùy tục như các bạn, khi các bạn có một môn nội, và nếu như cái thầy cô giáo các bạn chỉ các bạn là con số 4, thì các thầy cô đó có một lý do khác, bởi vì họ theo một cái trường phái khác và họ theo một cái tài liệu tham khảo khác, thì trong tài liệu đó họ ghi con số là đó. À, đó là lý do tại sao khi nó phức tạp, là bởi vì tùy theo quan niệm của từng người sử dụng. À, rồi một bạn khác hỏi là cái chỗ cộng trừ 2 công thức toan chuyển hóa là như thế nào? Bạn không hiểu. À, nghĩa là sao? Nghĩa là vậy, trong vấn đề mà kiềm chuyển hóa, bạn chơi cái công thức lậu đó, ok, mình là lậu rồi thì có khả năng sai mình không nói rồi ha. Nhưng mà cái câu ở trên toan chuyển hóa tại sao lại có cộng trừ 2 theo kiểu như vậy? Tại bởi vì sao? Tại vì bạn thấy được rằng là gì, nếu như mà anh này mà toan mặt chuyển hóa đó, anh CO2 này anh sẽ bù trừ á, thì anh CO2 này về cơ bản mà nhìn hai con số, cái nền tảng của hàng CO2 đó là con số 40, cái nền tảng của hàng xác CO3 trừ là con số 24. Do đó nếu như mà bạn thay đổi xung quanh con số 24, bạn thay đổi là 1-2 mmol, nó đã gây hậu quả rất là lớn trên con số CO2 rồi. Ví dụ như bạn thấy là 10 CO2 mới thay đổi được 1 anh H CO3 trừ, nhưng mà 1 anh H CO3 trừ có khả năng thay đổi dao động từ 8 tới 12 anh CO2. Cho nên cái công thức này người ta đã tính toán trên nghiên cứu thực nghiệm 40 năm dựa vào phương pháp sinh lý nghiên cứu của người và cha trên người và trên chó, thì ta thấy được rằng công thức này áp dụng được với điều kiện phải cho nó một cái range, thì cái range này đó là cộng trừ 2. Và hiểu vấn đề ha, do cái biến thiên thay đổi của một H CO3 trừ nó tới 10 anh CO2 lận, cho nên là cái xê xích dao động giữa mỗi cá thể khác nhau, thì ta thấy được rằng để cho cái khoản tin cậy của cái công thức này nó được cao hơn, người ta bắt buộc phải có một hệ số cộng trừ, và người ta đã nghiên cứu được rằng ta xác định đây là cộng trừ 2. Có luôn em, trong trường hợp này là có luôn. Nếu như áp dụng lâm sàng các bạn đã theo công thức không chơi tà ma ngoại đạo là phải có cộng trừ 2, chắc chắn luôn. Các bạn nói là cái khoản tôi tính ra theo công thức này nó phải cộng trừ 2 như vậy đó. Khi bạn biện luận bạn dạy không ai nói bạn sai gì hết, bạn có lý do của bạn, bạn có cái nền tảng y văn các bạn tham khảo là như vậy ha. Mình vẫn tính được cái range cho nó trong vấn đề bài toán chuyển hóa. Tại sao người ta lại tính cái range này? Tại vì á, nghiên cứu trên chó các bạn có thể hạ CO2 nó xuống tận cùng, bạn hạ pH của nó xuống tận cùng để bạn nghiên cứu coi cái sự thay đổi tương quan giữa BCO2 với lại HCO3 trừ. Nhưng mà đó là vấn đề trên loài động vật. Trên con người chúng ta, việc nghiên cứu như vậy là vô đạo đức và không có tình trạng là y đức. Cho nên cái việc mà chúng ta lấy một công thức tính toán trên con chó áp dụng trên con người, nó sẽ có sai số. Và chính vì chúng ta không có nghiên cứu nào làm được chuyện đó hết, cho nên nó cái sự sai số đó chúng ta phải bắt buộc nó phải có một cái khoản. Đó là lý do tại sao lại có cái khoản như vậy nữa. Đó là lý do thứ hai ha. Tại vì nghiên cứu người ta là công thức này, ta làm cho con chó nha. Còn trên người ta chỉ có một cái khoản nhất định thôi. Và khi mà bước về phía hai cực á,
là cực quá toai hay cực quá kìm á, thì bắt đầu có chuyện sai số diễn ra, tại vì không có nghiên cứu nào trên người làm được chuyện đó cả. Hồi đó tôi học bên bộ sinh lý là chúng ta có vấn đề này, ta còn có tình trạng là chúng ta sẽ nghiên cứu thực trạng trên con chó. Thì các năm của bạn thì tôi nghe nói là các bạn học video clip rồi các bạn không làm trực tiếp trên con chó nữa, bởi vì về vấn đề là chúng ta muốn thân thiện thành đi. Còn lúc tôi học là vẫn còn lấy con chó ra để làm cái thí nghiệm này, thì nó cũng hơi tàn nhẫn với con chó chút xíu. Rồi còn có hỏi gì không thầy ơi? Nếu như mà một cho một cái pH và mình khi nào mà mình biết được cái đó là một cái hô hấp nguyên phát hay là một cái chuyển hóa nguyên phát vậy thầy? Ủa, cái đó mà nãy giờ, cái đó là cái bước đầu tiên của chúng mình luôn á. Cái bước đầu tiên của mình luôn em. Bây giờ em có một cái pH, em phải xác định nó là toan hay là kiềm, đồng ý không? Dạ. Rồi, nếu như nó là nguyên phát do hô hấp thì nó sẽ diễn tiến trái chiều, tức là sao? Nếu như pH của em là giảm, thì nếu như nó là hô hấp thì BCO2 phải tăng. Hiểu vấn đề không? Dạ. Là trái chiều. Nhưng nếu nó là vô của chuyển hóa thì nó sẽ diễn tiến cùng chiều. Ví dụ như pH nó giảm thì HCO3 chiều của em phải giảm theo, tiến cùng chiều. Và cái mẹo để nhớ. Dạ, nguyên phát hô hấp là trái chiều, nguyên phát chuyển hóa là cùng chiều. Dạ. Dạ nếu như mà có một trường hợp nhưng mà toan mà CO2 nó cũng tăng mà cái HCO3 nó cũng giảm luôn thầy. Thì lúc đó mình sẽ lấy rồi, cái trường hợp đó có luôn, tại vì tôi đã cho trường hợp đó trên lâm sàng rồi đó. Dạ lúc thì đó thì mình sẽ lấy cái hô hấp hay là chuyển hóa thầy. Thì lúc đó bạn phải coi cái pH của bạn diễn biến kịch tính cỡ nào. Ví dụ như cái thường thường trường hợp đó là pH nó thay đổi rất là lớn. Ví dụ nó xuống 7.20 mấy hoặc 7.60 mấy, lên cao thật là cao 7.50 mấy, 7.60 mấy. Như vậy bạn coi hai chỉ số BCO2 với HCO3 trừ, anh nào thay đổi nhiều hơn? Bạn hiểu vấn đề không? Dạ. Yeah. Thì anh, ví dụ anh CO2, trong trường hợp đó anh CO2 thay đổi không bao nhiêu hết, nhưng anh HCO3 trừ thay đổi quá nhiều. Như vậy thì vấn đề chuyển hóa nó để đây nó quá rầm rộ rồi. Như vậy nguyên phát phải do anh chuyển hóa thôi. Cái anh diễn biến rầm rộ hơn nó làm thay đổi pH kịch tính hơn. Còn anh kia thay đổi không bao nhiêu, nó không thể nào thay đổi pH như vậy được. Đó là những trường hợp khó sẽ là như vậy. Dạ. Vấn đề ha. Dạ. Một bạn hỏi tại sao kìm hô hấp thường không bù được ạ? Kìm hô hấp bù chỉ bằng toan chuyển hóa được mà. Sao lại không được? Chỉ có chuyển hóa. Ủa, bù được chứ em, cái gì cũng bù được mà. Tôi không hiểu câu hỏi em lắm ha, thấy nó bù được hết nè ha. Rồi bạn Ngọc Trai. Kìm hô hấp. Trong sách mình ghi là tính chất thường cấp và không bù. Sao ta, để mà làm sao để mà giải cho bạn cái vấn đề này ta. Cái vấn đề này á, về mặt cơ bản ha, tại sao kìm hô hấp mà nó lại không bù bằng toan chuyển hóa và nó diễn ra thường cấp tính. Để tôi nghĩ cách nào để hết cho các bạn hiểu vấn đề này. Tại các bạn đọc sách mà không hiểu là cũng đúng. Rồi bây giờ các bạn nghĩ đơn giản vậy nha, các bạn thấy một người á ứ động CO2 với một người bị giảm CO2 thì người nào có khả năng sống sót cao hơn? Các bạn thử ra câu hỏi đó ha. Các bạn thấy mấy người mà bị ứ CO2 á, thường gặp nó thẳng luôn, ứ CO2 rất nhiều, bệnh ứ CO2, những người đó có khả năng quen dần với cái tình trạng đó của người ta bằng cách là thận bù trừ để cân bằng lại nội môi, cho nên họ sống rất là tốt trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên đối với những người mà kìm hô hấp, do chúng ta biết được rằng tính chất của thận nó cần phải có thời gian, thậm chí là từ 3 ngày cho tới 5 ngày bắt đầu thận mới có đáp ứng. Nhưng mà khi anh kìm hô hấp này tăng dần lên
Thì cái chuyện đầu tiên đó chúng ta là các bạn thấy các bạn, các bạn một số bạn này gặp cái vấn đề mà hồi hộp á, các bạn hồi hộp, nhịp tim tăng quá nhanh, các bạn tăng nhịp thở quá nhanh, các bạn thấy là thường á, các bạn sẽ được hướng dẫn là thở vào cái bao ni lông kính để bạn thở ra khí oxy, bạn hít lại khí oxy để bạn tăng lên cái khí CO2 trong cơ thể đó. Tại vì bạn thở quá nhanh CO2 sẽ giảm, nhưng bạn thở ra oxy, bạn hít lại chính khí oxy đó, khí CO2 đó, thì bạn sẽ làm tăng CO2 lên. Như vậy đợi tới lúc mà thận bù trừ, mà nếu như chúng ta không có điều trị, thì bệnh nhân về cơ bản, về mặt thực tế nha, đã không còn rồi. Tại vì đợi thận mà được bù trừ là đã 3 ngày 5 ngày, mà nếu như tình trạng nó diễn tiến một cách kịch tính như vậy, coi như xong, coi như xong bệnh nhân rồi. Tại vì lúc đó bệnh nhân sẽ rất mệt mỏi về cả cơ hấp, và khi cơ hấp chúng ta đã là hoạt động cách quá mức rồi và không còn khả năng bù trừ nữa. Do đó mặc dù về mặt khoa học người ta nói rằng vẫn bù được, nhưng trên thực hành lâm sàng là người ta thấy được rằng cái này diễn ra thường rất là cấp tính. Và một khi đã cấp tính rồi, nếu như anh không giải quyết cho nó được ngay mà đợi cho cái thận bù trừ là bệnh nhân đã chết trước khi cái giờ thận bù trừ rồi, cho nên là mới có hiện tại là không bù. Cái này tôi nói rõ hơn cho bạn để mà cho các bạn thấy là mặc dù có, nhưng mà trong sách người ta ghi về tình huống thực tế trên lâm sàng nó thường diễn ra theo chiều hướng như vậy, để mà hết cho bạn hiểu ha. Do đó kỳ hô hấp nó thường thường là liên quan đến vấn đề mãn tính, là tăng cách từ từ để mà cho thận nó có khả năng đáp ứng. Còn một khi đã cấp cái bụp rồi, coi như xong, bạn phải giải quyết ngay, không thì nó sẽ ghi vào hai tình trạng: suy cô hấp, thì cơ hoành không thở được chết; hai là gì, là giảm CO2 quá nhiều lên trên hành não, ức chế hệ cơ trung ương, bệnh nhân cũng sẽ chết, không đợi được kịp tới 3 ngày tới 5 ngày để mà cho cái thận nó bù trừ được đâu. Rồi tôi thấy như vậy, bạn có đồng ý không hay là còn thắc mắc gì nữa không? Alo, các bạn còn đó không? Dạ có. Rồi giải thích như vậy là các bạn thấy ổn không? Rồi ha. Vậy mình còn câu hỏi nào không? Hay là mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây ha? Đúng rồi. Thì vậy mình mới cho bệnh nhân một cái bịch á, vì bệnh nhân tăng nhịp thở lên quá nhiều, bệnh nhân bước vào giai đoạn kỳ hô hấp, thì cái cách nhanh nhất là kiếm một bao ni lông kính cho bệnh nhân hít thở trong cái đó. Thì khi bệnh nhân hít vào khí CO2 nhã, hít vào khí oxy nhã, khí oxy, sau đó lần sau bệnh nhân sẽ hít vào khí CO2, thì như vậy cái hiệu suất hô hấp bệnh nhân sẽ giảm dần đi, lúc đó bệnh nhân sẽ tăng cường thu nhập cái CO2 vào bên trong cơ thể của chúng ta. Nghĩa là chúng ta đang giảm nồng độ oxy đi, chứ không phải chúng ta bơm trực tiếp CO2 cho bệnh nhân. Cho nên là cái câu này thật sự ra nó nói thẳng ra là mình giảm nồng độ oxy của bệnh nhân thở, chứ không phải là chúng ta cho bệnh nhân thêm khí CO2 thì nó cũng kỳ nha. Chính xác là ta làm giảm nồng độ oxy bằng cách là tăng cường khí CO2 ở trong nồng độ không khí đó nha, chứ không phải là cho cái bơ hết khí CO2 nha. Biện pháp đó nó hơi kỳ em. 16, 17 16, 17 này là cái phần tôi nói là tôi sẽ không hướng dẫn các bạn ngày hôm nay. Cái này nó dành cho mấy bạn mà sau này đi nghiên chuyên về ICU. Thì khi tôi hướng dẫn cho một số bác sĩ trẻ trong khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc đó, thì các bạn đó thường hỏi bên phía chúng tôi rằng là có rành về các chỉ số này không? Các bạn đó hơi lăng tăng, thì lúc đó tôi mới đưa cái phần này ra. Còn đối với sinh viên của các bạn thì đợi tới Y6 thì các bạn đi hô hấp thế nào các bạn cũng sẽ được dạy, thì tao biết được bạn bóc chút cái bàn thi ra đề này thì sao ha. Mà cái này là vấn đề là chuyên sâu, sẽ vấn đề về can thiệp điều trị. Tại vì khi ta dựa vào cái số BAOC này mà dựa vào cái FeO2 ta được cung cấp, ta xác định là bệnh nhân này có thở đủ oxy chưa, không đủ thì tăng lên, còn nếu như đủ rồi thì giảm dần hoặc là duy trì. Tại vì ta biết được rằng nếu như thở oxy đúng và đủ thì tốt cho bệnh nhân, nhưng nếu như thở oxy dư thừa thì có khả năng gây sơ hóa phổi cho người bệnh nhân, gây tổn thương phổi do can thiệp quá mức, lúc đó thì lại gây hại cho người bệnh nhân. Do đó chúng ta phải
theo dõi chỉ số này, và nó cực kỳ quan trọng trong với những nơi mà người ta đặt ống nội khí quản và người ta sử dụng thông khí cho bệnh nhân, máy thở cho bệnh nhân, thì người ta rất là quan trọng, người ta sẽ quan sát những cái này. Thì lúc đó là khi các bạn chuyên về vấn đề về hồi sức cấp cứu, thì lúc đó thì các bạn, nếu các bạn có thắc mắc gì, bạn hãy liên hệ, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc về vấn đề này ha. Này nó sâu quá rồi bạn, này nó sâu quá, sâu quá, sâu quá. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Một thứ ba. Câu thứ ba nào em, tôi không thấy câu thứ ba nào, ba này hay bay ba chết. Hai cái à, câu này có vẻ giống như là kìm rồi, không đúng, câu ba này đúng không? Câu ba này là toan hô hấp đúng rồi nè, kèm kìm chuyển hóa đúng luôn nè. Đầu tiên em nhìn ha, BH này là BH toan, được chưa? Rồi BH toan thì chúng ta coi toan này là toan nguyên tắc do anh nào, thì chúng ta dùng cường nguyên tắc là gì? Toan là trái chiều, trái chiều ở đây là trái chiều của hàng BCO2, là sao làm hợp lý. Rồi để kiểm tra lại coi HCO3 trừ HCO3 trừ là tăng thì nó phải là kim, nhưng trong tình huống này BH là toan, như vậy con nguyên tắc không phải là do anh chuyển hóa mà là danh hô hấp, như vậy toan ở đây là toan hô hấp là nguyên tắc. Rồi hô hấp ở đây toan nguyên tắc, hô hấp ở đây mình tăng lên bao nhiêu? Tăng lên 25. 25 về cơ bản chúng ta sẽ bù trừ theo kiểu là gì? Là một là tăng 2,5. Hai là chúng ta tăng lên là 5. Và tăng lên 7,5, xin lỗi. Một là 2,5, hai là 7,5. Đối với trường hợp này chúng ta thấy được rằng là cái con số HCO3 trừ chúng ta lấy 34 trừ cho 24 là tăng lên 10. Nó lớn hơn rất nhiều với con số 7,5 kia. Như vậy là nó rơi ngay vào cái trường hợp này. Nó rơi ngay vào trường hợp này là lớn hơn con số 3-3,5. Như vậy là có kèm kìm chuyển hóa đi kèm. Cho nên đáp án ở đây là toan hô hấp kèm kìm chuyển hóa. Đó, thì như vậy để cho các bạn thấy là nó có cơ sẽ lập luận hết nha. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Đi thi lê quanh đi cũng lại có nhiêu đó câu thôi. Nhiều khi các bạn móc trúng cái đề cũ nữa cũng không chừng, tại vì mình có thể đề nằm trong những số này vì sao? Mình ngân hàng đề thi mà à, thì tới phòng này cái mình bóp random thì đâu biết, nó nhiều khi nó quay vô những câu này sao. Thì lúc đó các bạn cứ bình thường làm thôi, tại vì bạn biết làm thì bạn cứ làm, chứ mấy con số này ai nhớ làm cái gì. Mỗi năm tôi sạc khoảng thêm khoảng 20 câu khí máu mới. Thì mình làm có 5 câu trong đó à, cho nên là nó cứ quanh đi cũng lại như đó à các bạn ha. Cứ về luyện tập làm thử, dễ lắm, không có gì khó đâu ha. Rồi thắc mắc gì không? Trời ơi, nó 45 phút mà hơn tiếng rồi nè. Còn thắc mắc gì hỏi nè, không có thì mình kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Lại nói là ý em là khi có tăng chuyển hóa hay kiềm chuyển hóa thì mới áp dụng công thức để mua đủ hay không, còn nguyên tắc là hô hấp. Tôi cũng chưa hiểu các bạn lắm, tại vì từng thấy nó rất là straightforward, nghĩa là nếu như mà bạn rơi vào vấn đề là nguyên tắc là do hô hấp thì bạn áp dụng cái bảng công thức 1, 3, 2, 4 nằm ở dưới. Còn nếu như là chuyển hóa thì bạn áp dụng theo hai công thức ở trên, hoặc là bạn áp dụng là nồng độ pH sau 2 dấu phẩy. Thì tôi không biết là bạn đang lăn tăn chỗ nào, bù đủ hay không. Không, như tôi đã nói rồi, tại sao cái vấn đề nó có từ là bù đủ hay không bù đủ? Tại vì bù đủ hay không là nó chỉ liên quan tới vấn đề tổn thương nguyên phát là do chuyển hóa thôi. Tại vì sao? Tại vì chuyển hóa nó không có cấp và mạng. Còn nếu như mà nguyên tắc là do hô hấp thì nó mới có cấp và mạng, cho nên là người ta mới chia rõ hơn như vậy ha. Cho nên là nếu như mà nhắc về chuyển hóa thì người ta mới coi là bù trừ hô hấp đủ hay không đủ.
Còn nếu như mà nguyên tắc hệ hô hấp rồi, người ta sẽ coi là cấp hay là mãn, hiểu ha? Cho nên cái từ đủ, đủ hay không nó chỉ dành cho chuyển hóa thôi, hiểu ha? Tại vì chuyển hóa nó không chia phân biệt cấp mãn bạn. Tại vì hô hấp nó làm rất là nhanh, 12 giờ tới 36 giờ là tè tè nó xong rồi. Em bình đẳng giơ tay, em đứng nhầm hay sao em? Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? À, tôi sẽ hỏi ý kiến của thầy cô xem coi là có chia sẻ được cho các bạn về các vấn đề tài liệu ở bên ngoài ha, không phải là tài liệu chính quy ở trong sách được hay không ha. Đó là cái bài báo mà chia trên New England Journal á, tôi sẽ hỏi lại ý kiến của thầy Tuấn với lại cô Hà về cái này ha. Còn cái này thì buổi trực tiếp đây thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp ở đây ha, cho các bạn hiểu, các bạn làm được bài thì đó là nhiệm vụ của tôi rồi, cho các bạn hiểu và làm được bài thôi. Còn về vấn đề mà chia sẻ một cái tại vì á, theo nguyên tắc của chúng ta là chúng ta làm việc trên các sách giáo khoa chứ chúng ta không làm việc trên các bài báo. Tại vì bài báo nó có thể năm này và năm nọ. Tuy nhiên tại vì bài báo nó quá hay và tôi thấy nó là nền tảng, cho nên là tôi sẽ hỏi ý kiến của thầy cô là có chia sẻ các bạn hay không về bài báo đó. Vậy ha. Rồi về một số cái thì mặt hành chánh này, thì giờ tới là về mặt hành chánh. Tuần sau tụi tôi sẽ up cho các bạn là file giải đáp thắc mắc, nghĩa là những một số câu hỏi tiêu biểu hay chúng tôi cảm thấy là hay và có lợi ích cho kỳ thi cuối đợt các bạn, tôi tổng hợp lại kèm theo đó là cái phần giải đáp của chúng tôi nằm ở cái bên chia làm hai học phần, hóa sinh lâm sàng và sinh học phân tử. Rồi đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trên trang web bộ môn đã up lên một số cái đường dẫn video clip để cho các bạn có thể coi được một số video clip về cái sinh học phân tử. Tại vì cái học sinh học phân tử các bạn không được thực hành, thì tôi là dân sinh học phân tử, tôi thấy làm còn chưa chắc đã hiểu, nói chi là chỉ nghe chay, cho nên là cô Hà và tôi đã quyết định là sẽ kiếm clip cho các bạn xem để các bạn được coi hoạt họa về các quá trình kỹ thuật đó, các bạn sẽ nắm rõ hơn về mặt nguyên lý kỹ thuật. Đó là chuyện thứ hai. Rồi cái chuyện thứ ba, chúng tôi sẽ không cung cấp điểm cho các bạn biết các bạn là thi giữa kỳ là bao nhiêu điểm, mà các bạn chỉ biết được vào điểm tổng kết sau khi các bạn đã có điểm thi cuối đợt. Chúng tôi chỉ cung cấp danh sách là những sinh viên được thi cuối đợt và những sinh viên không thỏa điều kiện thi cuối đợt. Thì vào đầu tháng 12 chúng tôi sẽ có danh sách đó đưa lên cho các bạn ha. Các bạn sẽ không biết được điểm nhưng các bạn sẽ biết được các bạn có được tham gia vào kỳ thi cuối đợt hay không. Rồi, đó là ba chuyện chúng tôi sẽ giải quyết cho các bạn từ giờ tới đầu tháng 12. Rồi, bạn Minh Hạnh. À, tôi đã nói rồi, cái mẹo có khả năng đúng, có khả năng sai, hiểu không? Cho nên là tùy theo tình huống em áp dụng nó, nhưng áp dụng em thấy nó ok, hợp lý thì em xài. Còn nếu như mà em không thấy hợp lý thì em có thể dùng theo kiểu kia ha. Thật ra thì trường hợp một áp dụng cũng được đó, nhưng mà tại vì nó được rõ ràng clearly bằng cái bổ sung cái hàng BaO2. Như tôi với em cùng nghĩ một tình huống ha. Cái mẹo đó, nhắc lại, cái mẹo đó chỉ là mẹo thôi, nó có khả năng sai rất cao, đúng chỉ khoảng 80% thôi ha. Cho nên là quyết định là sử dụng cái đó hay không là tùy thuộc vào các bạn. Nhưng mà cái đó là một cách hay để chúng ta đánh trắc nghiệm nhanh. Rồi, thắc mắc gì nữa không các bạn? Kiềm hô hấp. Rồi mình làm giải quyết cái tình huống năm này là xong là coi như xong hen. Đầu tiên ở đây pH của chúng ta là 7.47, lớn hơn số chung vị 7.4, như vậy là có xu hướng kiềm hóa và cái này là đã kiềm rồi, lớn hơn 7.45 rồi, như vậy là kiềm. Chúng ta sẽ tìm nguyên tắc coi là do anh nào. Chúng ta thấy ở đây là cái gì? Ồ, BCO2 diễn tiến trái chiều, rồi HCO3- lại diễn tiến là gì? Cũng trái chiều luôn, như vậy chắc chắn không phải nguyên tắc là do chuyển hóa rồi, cái này nguyên tắc là do hấp. Ok, rồi bây giờ mình sẽ coi nếu như mà cái này là gì, đây là kiềm hô hấp. Kiềm hô hấp thì mình sẽ coi coi là bệnh nhân này nó sẽ là
cấp hay là mạng, đủ hay là không đủ, thì vẫn nguyên lý con số là con số 24. Mình lấy cái mốc là 40, 40 trừ 20 ở đây là 20. Như vậy bệnh nhân này có khả năng giảm, một là giảm 2, hai là giảm 8. Nhưng trường hợp này bệnh nhân giảm tới 14, như vậy bệnh nhân này có tình trạng là toàn chuyển hóa đi kèm. Tại vì sao bệnh nhân này giảm tới 10? Đáp án chính xác, kỳ hô hấp kèm toàn chuyển hóa. Được chưa em trai? Em Ngọc Trai ha. Phân tích cho em rồi đó. Nhanh lắm, biết xài, biết dùng. Nhớ một hai con số trong đầu là 30 giây. Ha, về luyện tập thêm. Làm với bạn, không cần lấy tình huống mới đâu. Bạn cứ đọc đi đọc lại cái tình huống này, bạn làm cho tăng cái thời gian bạn phân tích lên. Thì 30 giây là xong. Không tới 30 giây nữa thật sự, nếu như bạn làm bình tĩnh không tới 30 giây. Rồi vậy hen, chào các bạn ha. Rồi trong quá trình học, từ giờ tới trước ngày thi, tôi vẫn có thể trả lời email thắc mắc của các bạn. Thì email của tôi, nhiều khi các bạn lại nói các bạn không biết, tôi gõ trên đây luôn. Ha. Các bạn có thể gửi email về cho tôi, thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn cái gì? Thứ nhất, tất cả vấn đề về sinh học phân tử. Thứ hai là các bài sau đây. Thứ nhất là các bài rối loạn ion nước điện giải axit 3 khí máu động mạch. Thứ hai, rối loạn lipid mỡ máu và các bệnh lý mạch vành cấp. Thứ ba, đó chính là cơ bệnh gan, bệnh lý về bệnh gan mật. À, cái phần đó là phần tôi được giao để phụ trách ha. Đó, thì các bạn thắc mắc gì về trong học phần đó, các bạn hãy liên hệ tôi sẽ nói cho các bạn phần đó nhẹ hang. Rồi buổi học hôm nay là kết thúc. Vấn đề record thì tôi đã nói trước rồi là rõ ràng chúng ta không record được, tại vì nó bị ngắt quãng khá nhiều lần. Cho nên nếu như có bạn nào đó ghi chép lại đầy đủ thì nhớ chia sẻ các bạn khác ở trong lớp nha. Thì tôi thấy cái file record này là fail rồi đó ha. Rồi, chào các bạn ha.